sắp thi rồi, chiều nay tất cả mọi người tập trung ở sân chơi để tớ rèn luyện cho. Nhất trí. Các cậu đến đúng giờ lắm, bây giờ chúng ta mở sách ra học nhá. Tại cậu không dặn nên chúng tớ không mang. Học bài mà không mang sách, thế thì học bằng cái gì? Về lấy đi nhanh lên. Thôi, chúng ta vào bài luôn không muộn nhá. Lấy bút ghi. Cậu chỉ dặn chúng tớ mang sách thôi, có dặn mang bút đâu. Đồ dùng học tập cần thiết cái gì, các cậu lớn rồi phải tự biết chứ. Về lấy nhanh lên. Thôi được rồi, vào bài nào, lấy bút. Bây giờ tớ đọc cái gì, các cậu cầm bút ghi cái đấy. Tại cậu dặn mang mỗi bút với cả sách nên chúng tớ không có cầm theo mực.